Hello, mến chào tất cả quý khán thính giả Vim Mai Vlog. Hôm nay mình đi xuống San Jose thì có gặp ông Dương Hà Phong, cựu quân nhân thủy quân lục chiến. Vấn đề những cái email bên Viện Bảo tàng Việt Nam Cộng Hòa đưa ra về vấn đề sân khấu á, có khủng bố này nọ, thì mình có dịp thì xin mời ông Dương Hà Phong có thì để cho khán thính giả của Vim Mai biết rõ về cái sinh hoạt ở Viện Bảo tàng ngày 30 tháng 4 này như thế nào, có liên hệ tới cái sân khấu. Thưa anh Cao Hồng, tôi xin có vài lời với anh rằng cái chuyện mà anh nói với tôi và tôi nói với anh trước khi anh đi du lịch ở bên Nhật, anh nhớ chứ? Còn cái chuyện mà bạn tôi là Văn Tuấn, tất nhiên là Tuấn truyền tin là ba chữ T. Khi trên diễn đàn thì Văn Tuấn bạn tôi luôn lấy ba chữ T, tất nhiên là Tuấn truyền tin, vì Tuấn là một cựu quân nhân của thủy quân lục chiến ở đơn vị là truyền tin của sư đoàn, nên không có xa lạ. Vì mà Tuấn không có ẩn danh hay nạc dính danh gì hết, theo như cái thơ của anh. Và tại sao anh dùng những cái từ nặng nề đối với chúng tôi và anh Hồng? Anh bảo chúng tôi là khủng bố, rồi đến để chiếm đoạt tài sản của Việt Museum. Tại sao anh là một người là tác là xưng là cựu quân nhân, rồi là cựu huynh trưởng của gia đình Phật tử, mà anh lại dùng những cái từ ác độc đối với chúng tôi và anh Hồng? Tôi rất buồn khi nhận được, đọc được cái lá thư của anh đối với chúng tôi. Và tôi nói rõ cho anh biết cái chuyện mà sân khấu chúng tôi đến lấy là do cái lời yêu cầu của anh, qua lời của anh, những nhân viên của anh bảo rằng chúng tôi mang những gì mang đến thì hãy mang đi khỏi nơi đó, nên chúng tôi phải bỏ tiền ra mướn xe chở đi. Mà tôi đã nói với anh, nếu anh cần thì tôi và Tuấn sẽ đem giúp anh mang trả lại. Mà trước khi anh đi, tôi nói anh cứ đi chơi thoải mái, cần là chính tôi sẽ lo cái chuyện đó, chính tôi sẽ đem cái sân khấu trả lại nơi đó cho anh. Tại sao giờ này anh lại, cái thư của anh phản hồi, anh gửi cho Tuấn và chị Hoàng Mộng Thu, mà anh kết tội chúng tôi là nào là nạc danh, nào là ẩn danh, nào là khủng bố. Anh xài những từ quá chua chát và ác độc đối với chúng tôi. Thì có anh Hồng, Tuấn trả lời thư là trả lời thư của ông Vũ Văn Lộc. Khi ông Vũ Văn Lộc đưa ra cái thơ mời về ngày 30 tháng 4, thì trong cái thư đó ông Vũ Văn Lộc nói rằng không có rước quốc quân kỳ, không có gì hết, chỉ có tuổi trẻ vài trăm học sinh thanh niên tuổi trẻ ca quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và quốc kỳ Mỹ mà thôi, chứ không có tiệc tùng, không có ăn nhậu, không có cúng kiến, không có gì hết, không có rước quốc quân kỳ hết. Tất nhiên ông Vũ Văn Lộc là gạt cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa, gạt những người lính của chúng tôi ra khỏi cái chuyện đó. Nên nhớ kỹ, ông là một vị đại tá mà ông xử sự đối với những người lính như chúng tôi như thế à, mà ông dám xưng ông là cấp chỉ huy cao cấp của quân đội, ông không có thẹn hả ông Vũ Văn Lộc? Và anh Cao Hồng, tôi khuyên anh hãy đọc kỹ lá thư của ông Vũ Văn Lộc rồi anh hãy lên tiếng, để giữa chúng tôi và anh vẫn còn nhìn nhau tay bắt mặt bừng, chứ mai mốt đừng gặp nhau mà ngoảnh đi chỗ khác. Đó là vài lời phát xuất từ đáy lòng của tôi đối với anh. Ok anh, chào anh và chúc anh đi chơi, chuyến đi chơi này là thật vui, thật hạnh phúc. Và mong rằng anh nghĩ kỹ lại để khi anh trở về chúng ta còn có thể nhìn mặt nhau. Chào anh. Dạ, cảm ơn ông đã cho cơ hội Vim Mai Vlog. Xin chúc ông một cái ngày cuối tuần bình an. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn tất cả quý khán thính giả của Vim Mai Vlog. Xin tạm biệt.